Em chỉ có thể để cái câu hỏi nó ở ngõ, em chỉ đưa cho họ một cái phân tích, nhưng em sẽ không cho họ câu trả lời. Cách nói chuyện như thế nào để không bị cho là dạy đời? Chị rất thích câu hỏi của em nha, Thủy, Thùy Anh, ok, chị trả lời cho em nghe nè. Để em nói chuyện và không mang cái tính chất dạy đời, thứ nhất, đừng có bao giờ mở miệng ra là tao lớn hơn mày, mày phải nghe tao. Cái đó là cái nhìn thấy dạy đời rồi đó. Cách thứ hai, đừng bao giờ cho cái người hỏi cái câu trả lời. Tại vì nếu như em cho người ta câu trả lời, tức là em không cho họ được cái cơ hội suy nghĩ. Giờ chị chia sẻ cho em cái ví dụ tại sao chị dạy mà mọi người lại thích. Chị dạy cách này với con của chị dạy cách này với đồng nghiệp của chị dạy cách này với cái nhân viên dưới của chị dạy cái này với lại với những cái người mà chị cần họ làm một cái gì đó mà họ không thích làm. Ví dụ với con của mình chẳng hạn, Eva là cái đứa nó không thích làm đâu, vậy mà cái Eva dọn đồ chơi cất đi con. Chị muốn dạy con chị trở thành lãnh đạo đúng không? Lãnh đạo tức là sao? Tự suy nghĩ, tự tư duy, tự động não, tự vận dụng cái điều mình hiểu biết để hành động. Chứ nếu như em kêu là con đi cất đồ chơi đi con, mà em bắt nó cất xong em bắt nó nghe lời là em đang tập nó để trở thành công nhân. Ok, chị bày cho mấy đứa luôn nè, mấy đứa có con vô đây xếp ghế ngồi nghe nè, chị bày nè. Xong chị nói với bé là con ơi con giúp mẹ một chuyện được không, con đi cất đồ chơi đi. Cái xong con chị mới nói là không mẹ con chưa có muốn cất. Nếu em là một bà mẹ bình thường em làm gì, chửi vô trong mặt nó đúng không, mày cất đi cho tao, đồ chơi dơ giấy không có thích. Không, chị vẫn rất là bình tĩnh, tại vì chị muốn tạo ra một nhà lãnh đạo, chị muốn con của chị tự tin, chị muốn con của chị không có cảm thấy là bị đè nén bởi chị. Thì chị mới nói là con nghĩ sao về cái chuyện là con để đồ chơi ở đây và con phải đợi mẹ, mày cảm thấy cái điều đó nó không đúng, con có thể phân tích cho mẹ nghe được hay không? Tại sao em bắt đứa trẻ trả lời cái câu hỏi đó? Để cho nó phải động não, bây giờ nó phải tìm cái câu trả lời làm sao để thuyết phục được lại chị là con chưa có muốn cất đồ chơi bởi vì cái này. Ok, xong chị nói tiếp vậy nó ok, có lý do của con nghe cũng được, nhưng mà mình đã có cái thỏa thuận với nhau rồi đó là nếu như mà đây là phòng khách của mẹ và đúng 7 giờ tối mẹ cần cái phòng khách của mẹ trở lại cái vị trí ban đầu, và nếu như đồ chơi của con vẫn ở đây qua 7 giờ tối tức là mẹ có quyền sử dụng cái đồ chơi đó đúng không, tức là chị xin phép nó để vứt đồ chơi của nó chứ không có gì hết á. Nhưng mà chị phải nói chuyện như thế là chị làm ăn kinh doanh vậy đó. Cái xong nó suy nghĩ một hồi nó nói đúng, con với mẹ đã thống nhất cái đó, nhưng mà con cảm thấy hôm nay con muốn trẻ một chút. Đó gọi là gì, con nít nó đẩy cái giới hạn của em thêm một chút để nó coi coi em có nhân nhượng hay không, em có nhún nhường hay không. Em sẽ nói là chị sao chị mất thời gian, nó đi qua đi lại 10 phút vậy đó em, là hai mẹ con nói chuyện với nhau vậy 10 phút. Dạy một đứa con nít nó không có dễ, mấy đứa ở đây có con mà nạt con cái tát nó vô mặt dễ lắm em, dạy kiểu như chị nó mới khó. Xong chị tiếp tục kể tiếp cho nghe nè, cái xong chị mới nói là ok, nếu như con vẫn quyết định để ở đây thì mẹ vẫn có cái quyền quyết định cá nhân của mẹ, tại vì con quyết cái chuyện của con nha, giờ mẹ quyết cái chuyện của mẹ, mẹ sẽ cầm cái đồ chơi này đi và mẹ sẽ xử lý nó, bởi vì mình đã thống nhất cái đó rồi, mình đã quyết định là cái phòng khách của mẹ mẹ sẽ cho con mượn từ mấy giờ đến mấy giờ để con chơi và sau đó con phải trả lại cho mẹ. Cái xong nó suy nghĩ một hồi, cái xong chị mới nói là bây giờ cái quyết định của con sao, mẹ cho con thêm 30 giây để quyết định. Nó nói là con vẫn giữ cái quyết định của mình, đó là con vẫn muốn cất đồ chơi một xíu nữa. Con nít mà em, nó lì lắm, nó đẩy cái giới hạn em lên cao lắm. Xong lúc này chị mới bình tĩnh, chị mới nói ok, mẹ tôn trọng con bởi vì con là một nhà lãnh đạo riêng của cuộc đời con, nó gọi là leader đó, tiếng Anh nó gọi là leader. Nếu như bạn muốn lái cái cuộc đời của bạn là chị dịch nó ra cho mấy đứa nghe, tại vì tiếng Anh mà you and me thôi. Nếu như con muốn lái cái cuộc đời của con theo như vậy thì con phải chấp nhận rủi ro. Cái rủi ro ở đây mà con muốn chọn đó là con dám đánh mất cái đồ chơi này chỉ bởi vì con muốn phá bỏ cái hiệp ước giữa con với mẹ. Nếu như con sẵn sàng làm cái điều đó, mẹ cũng sẽ sẵn sàng làm cái điều ngược lại với con, bởi vì mình đã thống nhất cái điều đó đúng không? Cái xong bây giờ là chị hơi run rồi đó, tại vì chị biết là chị mà nói cái câu đó là chị vứt thiệt. Xong chị cầm đồ chơi lên, cái nó nói mẹ biết sao không, ok fine, con đi cất. Cái xong nó cứ lấy đồ chơi đó đi cất. Mấy đứa xin nó là chị vừa mất 10 phút cuộc đời của em đến nghe câu chuyện của chị với con chị cãi lộn. Nhưng mà đúng, hằng ngày đó là cái cách chị nói chuyện với con của chị sẽ không bao giờ nói với nó là con phải làm cái này, bởi vì mẹ là mẹ của con. Em hiểu chưa? Em không nên dạy đời một đứa trẻ bởi vì em là mẹ của nó. Em cũng không nên dạy đời một đứa trẻ bởi vì em là cha của nó. Em cũng không nên dạy đời một con người bởi vì em già hơn người ta. Em không nên dạy đời cho người ta một cái gì hết á. Em chỉ có thể để cái câu hỏi nó ở ngõ, em chỉ đưa cho họ một cái phân tích, nhưng em sẽ không cho họ câu trả lời. Mấy đứa học cho chị đến bữa hôm nay, em có thấy chị có cho câu trả lời không? Không.
chị sẽ phân tích cho em nhiều mảng, chị sẽ chia nhỏ nó ra giống như cắt bánh vậy đó. Giờ bánh đó, cái bánh nó chia trước mặt đó, em muốn bóc cái miếng nào em bóc đi. Nhưng mà chị sẽ không nói với em là em phải làm như vậy, em phải làm như vậy, bởi vì chị không muốn tạo ra những cái thế hệ trẻ mà vô dụng, không có biết tự suy nghĩ cho bản thân của mình. Chị không dạy theo kiểu mớm mồi, chị không dạy theo kiểu là chị nói em phải nghe, không có. Đó chính là cái sự khác biệt của cái chuyện dạy đời hay là mình đang dạy người ta cái kiến thức đúng để cho họ suy nghĩ. Làm sao để giáo dục một đứa bé nam trong một gia đình toàn nữ? Để em giáo dục một đứa bé nam trong một gia đình toàn nữ, em phải hiểu được là đàn ông, nó cần đàn ông để mà dạy cho nó. Rồi làm sao để mà tìm đàn ông để dạy cho nó đây? Nếu em là một người phụ nữ thông minh, nếu như em ở trong gia đình toàn nữ và em hiểu được cái tầm quan trọng là những cái đứa trẻ nam nó cần sự giáo dục của đàn ông á, em nên tìm cho nó thứ nhất là những người cha đỡ đầu, hoặc em tìm cho nó có cái cơ hội được gặp những người đàn ông khác, chẳng hạn như là đi học chơi thể thao chẳng hạn, hoặc là đi gặp những người mà làm ăn kinh doanh, hoặc những cái người mà ngoài đường mà người ta đang tìm những cái bạn trẻ để mà họ làm assistant, có nghĩa là người trợ giúp chẳng hạn, người hỗ trợ, để cho những cái đứa nam đó nó có cơ hội để nó học những cái mà những người đàn ông khác họ làm. Thì em hiểu được em không thể bày cho nam tất cả mọi thứ, thì em phải tạo cơ hội, em phải cho nó cái môi trường được gặp những cái người đó. Ok, chị Nhi chỉ em cách dạy con trai em 15 nói chuyện với em có thiệt thòi không chị Nhi, vì em nghe nói con trai phải trò chuyện với cha thì mới thông minh hả chị Nhi? Thật ra không phải con trai phải trò chuyện với cha thì mới thông minh, mà con trai nếu như nó có một người đàn ông kế bên dạy cho nó nam tính thì tốt hơn. Rồi chị sẽ phân tích cái khúc này rõ hơn nè. Chị đã từng nói về cái chuyện là tại sao đàn ông bây giờ nó bớt nam tính, tại vì hả, đàn ông bây giờ họ không có được giáo dục bởi đàn ông. Nhưng mà thêm cái nữa, nếu con trai của em 14 tuổi, chồng cũ của em hoặc những cái người đàn ông xung quanh em, người ta có đủ nam tính không? Nếu như mấy thằng xung quanh em mà nó cũng đàn bà thì thôi, em có thể đi kiếm thầy cho nó, em có thể đi tìm bác sĩ tâm lý cho nó, em đi tìm những cái người đàn ông mà mạnh mẽ hơn. Ví dụ như chị chẳng ngại để nói là cha của chị không có được mạnh mẽ lắm, nhưng mà những cái thầy mentor của chị bây giờ cực kỳ nam tính, và nhờ học những cái người đó chị mới hiểu đàn ông nam tính là cái gì. Cũng tương tự như vậy với phụ nữ, chị đi ra chị gặp rất là nhiều những người phụ nữ feminine, nữ tính, giỏi giang, đảm đang. Từ lúc đó chị mới học, chị mới hiểu, chứ chị ở Việt Nam chị cũng không có ai để học hết. Chị không biết phụ nữ nữ tính làm sao, phụ nữ dịu dàng làm sao, phụ nữ đẹp làm sao, phụ nữ làm sao để thu hút đàn ông. Những cái điều đó chị không có được học ở Việt Nam, và em phải coi cái điều đó là bình thường. Nếu em không dạy được con em, tìm cho nó một cái người cha, hoặc là một cái người cha đỡ đầu, hoặc là một cái người thầy trong cuộc đời tìm cho nó. Nhưng mà chắc chắn em sẽ không dạy cho con trai em được nam tính như nó học từ một người đàn ông. Nó cần một người đàn ông dạy cho nó nam tính. Nhưng mà em dạy được cho nó là nó sẽ chọn những cái người phụ nữ như thế nào dựa vào cái người mẹ của nó. Ok, như thường lệ, các bạn đừng quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Những các bạn mới coi livestream làm mờn vô coi hết cái đống video livestream cũ của con.